Bạn có dám liều mình hay hỏi như vậy á, mình hỏi cái bạn của mình á, hỏi là bạn có dám liều mình để làm cái điều tốt đẹp không? Và mình cũng có hỏi các bạn vậy, các bạn có dám lăn xả, có dám dấn thân để cho cuộc đời mình bây giờ nó có ý nghĩa không? Tại vì sao ạ? Các bạn thấy mà chúng ta không có thời gian để chúng ta sống nhiều đâu. Mà chúng ta suy nghĩ thoáng cái mình bây giờ nè, 41 tuổi đời rồi, nhanh lắm. Còn có 20, 30 năm gì nữa để sống à. Nên có dám liều mình không? Bạn có dám liều mình không? Câu hỏi đó là mình hỏi bạn mình có một bạn 40, 41 tuổi đời giống như mình nè. Ở ngoài quê vô đây học hành. Ok chưa? Cho tới giờ này nè. Gặp mình nó lúc nào cũng rên rỉ, than thở. Lúc này làm ăn khó quá, không có tiền. Tức là cái câu rên rỉ than thở chắc nó cũng giống như các bạn rồi. Ok, những câu rên rỉ thở mình thấy gặp ai nó cũng như nhau à. Và sau cái câu rên rỉ thở là bạn có hỏi mình nè. Mày có gì ngon ngon chỉ tao làm chứ. Cái này nó rất là mắc cười. Cái số ngày cái gì cũng ngon ngon chỉ tao làm chứ. Các bạn tự hỏi đi, ngon ngon có đâu tớ các bạn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nhưng mà có ác một cái, mình chỉ cũng không có làm. Mình chỉ xong rồi về vẫn cứ như vậy thôi à. Và bao nhiêu lần hỏi mình cái câu đó rồi, rồi mình chỉ rồi cũng không có làm. Bạn biết không? Đi học ra trường, bây giờ 40 tuổi đời rồi, có vợ có con rồi, mà lương khoảng 15-20 triệu một tháng. Chi phí cuộc sống thì nó càng ngày nó càng lớn lên mới mua được cái nhà. Các bạn hiểu không? Một cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Chi phí cuộc sống nó rất là nhiều, nó rất là khó khăn. Và lúc nào cũng muốn đi tìm kiếm cơ hội vậy á. Và tại sao bạn không dám thoát ra? Cái chữ an toàn á, nó nằm trong đầu bạn nó lớn quá. Mà các bạn nên nhớ một cái này nè. An toàn đồng nghĩa là bạn đang lãng phí. Cái việc đó bạn đã làm được rồi mà bạn vẫn cứ làm đi làm lại mỗi ngày cái việc đó, nghĩa là nó lãng phí. An toàn hai chữ gì vậy? Bạn nó muốn ổn định. Bạn nó muốn ổn định. Nhưng mà mức lương 15-20 triệu thì làm sao mà gọi là ổn định được? Nếu mà nói ổn định thì phải cộng thêm cái chữ nghèo vào. Là gì nè? Nghèo, ổn định. Ổn định nhưng nó nghèo. Nó nghèo nhưng nó ổn định luôn. Các bạn hình dung ra điều này, nó ổn định luôn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn không có dám thoát ra. Bạn không có dám liều mình một phen. Không có dám dấn thân. Cứ ngồi cứ khư giữ vậy nè. Rồi muốn nó có. Làm sao mà nó có? Tất cả những người họ có điều này họ đều lăn ra. Họ làm dữ lắm các bạn ơi. Vậy thì bây giờ mình kể bạn cái câu chuyện này để các bạn thấy không? Đôi khi té nó rất là quan trọng. Hồi kia các bạn biết không? Lúc nhỏ mà ở nhà nghịch ngợm mà, ok, lần mình đi chơi ra xong cái té cái bấm xuống xong, ok chưa? Hồi đó tưởng chết nước rồi, nên bây giờ các bạn biết mình quý cái cuộc sống của mình lắm, nhờ cái bài té đó mà mình quý. Ngồi trực trọc nhỏ mà chơi gần cái chỗ cái bên thuyền chợt bấm xuống xong, lúc đó chả có ai hết. Loay hay mình biết bơi chút thôi, biết bơi dài không có bơi được, bơi ngắn quay thì quẩy bơi xong cái bắt đầu vô chụp được cái cành cây và bắt đầu leo lên. Các bạn không leo lên cây nhưng mà không biết là sao leo lên được nữa đó. Các bạn không có thể leo lên đất liền được, không có leo lên trên cái sàn trên được, leo đó ngồi mình chờ quay không thấy ai ra, cứ bắt đầu mình mới la lớn lên. Mình la lớn lên có ai cứu tôi với, thì tự nhiên có một cái bác lớn tuổi rồi, bác nghe được, bác chạy ra và bác thấy mình đeo ở trên cái cây á, các bạn cái nhánh nó ra xong á, ok chưa, rồi bác mới xuống, bác lấy cái xuồng bác xuống bác đựng ở dưới cái sông á, các bạn cho vậy thì mình phải leo lộn ngược lại, trục lộn ngược lại xuống sông, hoặc là mình thả cho mình rớt xuống. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mà mình sợ quá, mình sợ té một lần nữa mà sợ, mình cứ bám cái đó hoài. Thì bác mới nói là bác bực mình quá, bác mới la lên rất là lớn. Mày chịu thả ra không? Nếu mà không chịu thả ra thì làm sao tôi cứu mày được? Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì khách mà la vậy thì bắt đầu mình mới thả ra thì mình rớt xuống. Bác ở dưới, bác đội sẵn ở dưới rồi mà mình thì lại không có chịu các bạn không? Xuống. Vậy thì cái bài học này rút ra là lại bạn cứ bố cố bám víu vào thì không ai cứu được bạn hết. Phải thả ra, phải chấp nhận thả ra, phải chấp nhận dấn thân, phải chấp nhận hy sinh. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cứ bám víu là làm ai mà giúp được các bạn?
Nhiều người họ muốn giúp các bạn lắm, ở ngoài xã hội nhiều người muốn giúp các bạn lắm, nhưng mà các bạn không la lên. Có nhiều người cũng vậy, cứ tự hào rằng tôi làm được rất là nhiều thứ mà cuộc sống bạn đâu có thành công, thì các bạn phải la lên. Các bạn phải đi nhờ người khác giúp, à, anh có thể giúp cho tôi việc này không ạ, anh có thể giúp cho tôi việc kia không? Hoặc là cùng lắm các bạn thôi, ông trời ơi cứu tôi với, thì tự nhiên mới có người cứu. À, nghĩa là chúng ta phải gì? Phải dám liều mình một cái. Mình luôn nói là trong cuộc sống á, mình rất là cảm ơn những người đạp cho mình một cái. Các bạn như vậy, đôi khi chúng ta cần phải ai đâu đạp cho chúng ta một cái. Các bạn là như ra điều này chưa? Cảm ơn những người đó, những người đó họ đẩy cho chúng ta đi về phía trước. Cuộc đời nó là vậy á. Đôi khi bạn cần phải đạp cho cuộc đời mình một cái thì bạn mới dám liều mình được. Và các bạn liều mình như vậy thì cuộc đời của bạn nó ý nghĩa lắm, nó tuyệt vời lắm. Mình đã giúp cho nhiều bạn rất là liều mình rồi. Có những bạn là không biết có nói ngữ mà nói đi nước ngoài đi, cứ đi nước ngoài đi, không có ngữ nó không quan trọng đâu. Và thế là nhiều bạn đi ra nước ngoài xong về thấy nó sướng quá, nó tuyệt vời quá. Và thế là hàng năm dẫn vợ con đi. Có những bạn, có một bạn 48 tuổi rồi, lần đầu tiên đi ra Singapore với mình, mới ngồi mới trang trở. Tối hôm đó ngồi đó cứ trang trở dơ mình. Cuộc đời mình cho tới bằng tuổi này mà mình mới được đi nước ngoài. Sắp tới anh về anh sẽ dẫn vợ con anh đi sắp xếp hàng năm đi. Các bạn thấy điều tuyệt vời mà. Liều mình để làm điều tốt đẹp thì các bạn hãy làm, đừng cứ ngồi đó chờ đợi. Cuộc đời sống không có nhiều đâu, quyết tâm đi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.